Theo các bạn mình là Táo hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học một cái thiên bàng Và cái thiên bàng này nó là dị thể của bộ tâm Bộ tâm của chúng ta nhé Đây là dị thể của cái 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 bộ tâm của chúng ta này Nó là bộ tâm nằm ở phía dưới nhưng mà nó được viết ra theo dạng dị thể <laughs> Dạng như là chữ tiểu thêm một nét chấm dài mọi người nhé à, Tiếp theo thì ở đây thì chúng ta có thể quan sát được Đó là khi mà nó nằm một cái bộ phía bên dưới và có những cái nét chữ phía bên trên được che đậy theo kết cấu và kết cấu này là kết cấu thiên phú thì chúng ta sẽ được viết thon gọn lại như thế này nhá ở đây thiên bàng này chúng ta có thể đặt tên cho nó là thiên bàng nguyên văn nguyên tự của tiếng trung thì nó sẽ nói là cung sư tỷ nghĩa là nó sẽ là được viết ở phần phía dưới là một mảnh ghép của chữ cung đó và nó được viết theo kiểu dạng dị thể của bộ tâm năm thì nếu như là uh, nếu như là chúng ta xét tới cái chữ cổ của bộ thủ 540 của Hứa Thận thì cái này cái cái bộ này nó vẫn được uh, biểu nghĩa là của bộ bộ tâm và nó sẽ vẫn liên quan tới tình cảm con người nhá. Thực ra thì cái thiên bảng này nó cũng rất ít được sử dụng tới trong Hán hiện đại. Nó cũng chỉ quanh quẩn